Rồi, hello, chiều chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là chiều đang ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Và chiều đang đứng ở con kênh TN21. Đây là tuyến kênh từ hồ Dầu Tiếng dẫn nước về để giúp việc tưới tiêu cho bà con ở huyện này nha. Thì hôm nay chiều sẽ dẫn các bạn cùng chiều đi khám phá ống nước siêu to khổng lồ. Hai cái ống thép dẫn qua sông Vàm Cỏ luôn các bạn, Vàm Cỏ Đông, để giúp cho bà con việc tưới tiêu á các bạn. Đây, đây là tuyến đường về phía bên đó. Thì bên đó kìa, các bạn thấy không, có một cái trụ cống ở ngay chỗ đó kìa. Thì chiều sẽ đi bên đó. Đó có một cái đường dẫn nước ở trên chân trời, ở trên không như nè, rất là to. Thì bây giờ chiều sẽ chạy lại đó và chiều khám phá cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình đi nha các bạn. Các bạn thấy cái đường dẫn nước này từ dưới lên tới trên, các bạn thấy cao kinh khủng cao không? Phía bên trái chiều cánh đồng ruộng này chắc cũng được vài tuần tuổi xanh um. Và chiều thấy đang cũng hơi bị thiếu nước, hay là do người ta không muốn để nước nhiều. Đây cho các bạn coi trên cao xuống, nhìn xuống nè các bạn, ở phía Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Con đường quê xanh mát luôn, buổi sáng ở nơi đây rất là mát. Đây có một cái cống, một ngay khu vực này là ngay cống nè các bạn. Đó, chiều sẽ dẫn cho các bạn coi một cái đường nước dẫn nước ở trên không. Và xa xa có một cái khu vực xả, có cái van xả nước xuống kìa các bạn thấy không? Đó. Qua xả luôn các bạn, nó bự. Thì ở đây ở trên cao nhìn xuống nè cho các bạn xem. Đây, đây là khu vực cổng để dẫn nước nè. Nhưng mà bữa nay không có xả nước hay vậy? Là không có dẫn nước, không có xả nước ra đây à. Cá quá trời cá luôn, ồ cá mắc lưới kìa, người ta dăng lưới đó, cá mắc lưới rồi đó, có cái sắt đi xuống rồi. À, con đường nè, con kênh dài không. Cái ống dẫn các bạn thấy trên không cao dài vô chỗ trong đó. Rồi bây giờ mình đi khám phá con đường đó nghe các bạn. Trên cao hoàng xuống thôi, rồi xuống dốc, xuống dốc, xuống dốc. Phía bên đây nguyên một đám rau muống, một ao rau muống luôn. Cái này ao không phải là ao nữa mà là thành đầm lầy. Rồi xả xuống dốc đường. Đây con đường cắn nha ha. Đường này khá là sạch.
Tây Ninh là những con đường sạch không ạ? À? Nè, chỗ này nguy hiểm, cấm leo trèo. Rồi, bắt đầu mời các bạn khám phá con đường dẫn nước trên không này. Quá to luôn các bạn. Nè, đây, có một cái van xả nước kìa. Phía bên trái là cánh đồng mì, ruộng mì. Con đường này nếu mà làm nhựa nữa thì đi thì quá tuyệt vời. Trời ơi, đây là có một cái van dẫn nước xuống. Wow, xa đây, đây có một cái ống này là ống lấy nước xuống à? À, lấy nước xuống đó các bạn. Đây nè, nè đây có nữa nè. Và khu vực bên đây thì những có lư hưa, một số ngôi nhà đang sinh sống ở đây. Như ở đây thì mình đã thấy cánh đồng ruộng nè, người ta mới xịt thuốc khai quang, thuốc cỏ. Về vùng ven thì các bạn thấy được màu xanh của lúa và cây cỏ ven đường và hít được những không khí trong lành, nghe được tiếng gà rái, tiếng xó sủa, tiếng chim kêu ríu rít. Ở Sài Gòn thì gà rái thì những thành thị thì cũng có nhưng mà hiếm khi, nhưng mà về đây thì như hiện tại chiều đang đi trên con đường này, chiều rất là thích, lý do là không khí rất là mát luôn các bạn. Đây, đây có một lũy che làng, cái này không phải là lũy che làng mà lũy che ruộng, có đàn gà đang đi tìm thức ăn. Đó, bên đây cho các bạn xem phía bên đây cánh đồng mì, ruộng mì. Phía trước thì những chú bò đang thảnh thơi, đang ăn cỏ. Mấy đường này thì chú bò thảnh thơi là rất là thảnh thơi các bạn, cỏ quá cỏ luôn. Có đùng luôn, quá trời luôn, xa lắm nha các bạn. Mình sẽ đi hết con đường dẫn trên không này rồi mình sẽ tiếp tục một video mình khám phá ống dẫn nước siêu to khổng lồ bự dẫn qua hai huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh, ngang sông Vàm Cỏ Đông luôn, rất là to. Đây, đây cho các bạn xem những cái ruộng lúa nhỏ nhỏ nè. Đây là một thửa ruộng đang được gieo lúa rồi, xả lúa rồi, lúa lên mầm rồi. Còn mấy miếng kia thì người ta cũng dặm xong luôn rồi, đây gọi là dặm lúa.
mấy chỗ nào trống trống ta múc mấy chỗ vậy ta cắm ra mấy chỗ không có lúa các bạn. Đây chú bò đang ăn cỏ rồi, nghỉ ngơi, ăn xong nghỉ ngơi nằm thôi. Dạ, và bông súng với ao cá. Wow. Cái này giống như là mấy cái chân cầu nhìn màu đen đen, giống như mồi, giữ giống như mốt vào mùa mưa thì cũng đỡ cho việc tưới tiêu. Lúc này thì vào mùa mưa rồi. Bự luôn các bạn ơi, cái đường dẫn nước trên không này bự kinh khủng. Đây đoạn này nhìn như đất đây gọi là chủng lung á các bạn, cỏ xanh mướt luôn, ruộng lúa thì khu vực này tiếng này rất là nhiều nước nha. Rồi đoạn này thì càng ngày cái hồ này nó càng cái đường dẫn nước này nó cao nè. Nghe tiếng chim hót ríu rít quá trời luôn, mấy loại chim á. Rồi đây tới con đường, thêm con đường cắt ngang qua tiếp tục còn đoạn dẫn này nữa nha các bạn. Để mình coi xã này cho các bạn coi sẵn. Ở đây là đường HL11B ấp Trường Hảo Đức Châu Thành Tây Ninh, ấp Trường Hảo Đức Châu Thành Tây Ninh. Trường Hảo Đức Châu Thành Tây Ninh nha các bạn. Rồi tiếp tục khám phá tiếp tục nha các bạn. Hồ Dầu Tiếng chiều có đi hôm qua trong một video chiều chia sẻ
Thì hồ Dầu Tiếng hiện tại là đang mới bắt đầu mùa mưa trên, chưa có nước nhiều. Tại vì từ vị trí này mà đi qua hồ Dầu Tiếng trên dưới là 50 cây. Hôm qua chiều từ bên đó chiều chạy qua đây thì chiều chưa chia sẻ được khu vực hồ Dầu Tiếng, cho nên là nếu mà hồ Dầu Tiếng thì mình đi quay vòng vòng hồ Dầu Tiếng cũng đẹp lắm các bạn. Không có thời gian, đây cho các bạn xem là khu vực ở đây, cô chú ở đây sinh sống ở nơi đây và trồng những thứ gì nha. Chịu thấy là đa số là mấy cái sắn làm bột mì nè các bạn, rất là nhiều nha. Thì đây là cũng là một khu vực mà trồng rất là nhiều mì. Còn những nơi thì trồng rất là nhiều cao su. Thì ở đây chị thấy cũng có trồng cao su. Ở đây cao su với mì nhiều. Hôm qua giờ chị đi thì nhiều như là chị thấy chỉ có một cái mẫu, một mẫu trồng hầu như đào phộng thôi. Mình chưa đi đúng vùng đó vậy. Rồi tới đây là uống quanh co rồi các bạn. Dạ, xa xa có những ngôi nhà sinh sống ở đây. Ở đây thì sinh sống ở đây chỉ biết chỉ thấy là đa số trồng cao su với bột mì thôi. Không biết sống bằng nghề gì, chắc hai bà thu nhập bằng từ nguồn chính bằng hai đó mà. Làm ruộng thì ruộng thì thấy mấy miếng nhỏ nhỏ đó thì chắc chỉ đủ ăn thôi. Làm lại dựa lúa lên ăn. Dạ. Quá xá luôn, xuống đây thấp thấp xuống rồi nè. Cái này chắc có thể dẫn dẫn thấp xuống tới cái đường cống rồi đó các bạn. Rồi thì xa xa thì các bạn đã thấy cái đường cống dẫn nước, đường ống dẫn nước chưa, các bạn thấy chưa? Thấy rồi phải không? Chứ chịu thấy rồi, quá bự luôn các bạn. Sáng những chú bò sinh sống này. Đây các bạn, đó một cái đường ống dẫn, một cái đường dẫn nước trên không dẫn tới đây. Thì tới đoạn này xong thì đó bắt đầu chuẩn bị mình khám phá đường ống dẫn nước đó các bạn. Kinh khủng chưa, quá xa các bạn ơi. Cái ống to bự coi nè, bự cỡ này luôn. Giờ đậu xe xuống lề để ngồi xe cộ ta chạy có gì nó đỡ cản trở giao thông, cản trở việc lưu thông của cô chú ở đây. Rồi chuẩn bị nha các bạn. Đây ở khu vực đây thì vườn cao su đang lấy mũ. Rồi chịu quay lại cái đường cho các bạn xem nè. Vậy rồi vậy thì video này chiều xin phép kết thúc tại đây. Video thứ hai chiều sẽ chia sẻ từ đường ống này đi đến về phía bên kia nha các bạn. Rồi bye bye và hẹn gặp lại video kế tiếp, các bạn hãy xem video kế tiếp nha, do là dài quá rồi các bạn. Rồi.